Quý vị và các bạn thân mến, tài sản của Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, tăng 39 tỷ đô la Mỹ sau phiên chào sàn của VFS liên tục tăng giá, đã đưa ông lọt vào danh sách 30 người giàu nhất thế giới. VinFast được thành lập vào năm 2017. Vì mới thành lập chưa lâu nên các tổ chức xếp hạng chưa thể đo lường doanh nghiệp này, chưa có căn cứ để xác định giá trị. Tuy nhiên, khi cổ phiếu VFS được giao dịch trên sàn Nasdaq, phần tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ngay lập tức được tính toán lại với phần tăng thêm từ định giá mới của VinFast. Theo tin từ Bloomberg Billionaire Index, cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất ô tô điện lớn nhất Việt Nam đã tăng 255% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq, chốt phiên ở mức hơn 37 đô la Mỹ. Qua diễn biến này, đã bổ sung thêm 39 tỷ đô la Mỹ vào giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, nâng mức tài sản của người giàu nhất Việt Nam lên mức 44,3 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tin từ Forbes, sau phiên giao dịch hôm qua, ước tính giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng lên mức 44,5 tỷ đô la Mỹ, đã đưa ông Phạm Nhật Vượng lọt vào top 5 người giàu nhất châu Á. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được Forbes cập nhật trên danh sách The Real Time Billionaires. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng biến động từ năm 2014 đến năm 2023 như sau. Năm 2014 là 1,6 tỷ đô la Mỹ, năm 2015 là 1,7 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 là 1,8 tỷ đô la Mỹ, năm 2017 là 2,4 tỷ đô la Mỹ, năm 2018 là 4,3 tỷ đô la Mỹ, năm 2019 là 6,6 tỷ đô la Mỹ, năm 2020 là 5,6 tỷ đô la Mỹ, năm 2021 là 7,3 tỷ đô la Mỹ, năm 2022 là 6,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, trong 7 tháng đầu năm là 4,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong ngày hôm qua 16 tháng 8 năm 2023, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng một cách kỷ lục lên mức 44,5 tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần mức tài sản hơn 44 tỷ đô la Mỹ cũng đã đưa ông Phạm Nhật Vượng vào top danh sách 30 tỷ phú giàu nhất thế giới. Con số này trước đây chưa bao gồm cổ phần trong doanh nghiệp sản xuất ô tô VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Theo bản cáo bạch mới nhất của doanh nghiệp VinFast, các cổ đông liên quan tới Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng, sau khi sáp nhập các cổ đông này đã kiểm soát gần 2,3 tỷ cổ phiếu VFS, tương ứng hơn 99%. Trong đó Vingroup là cổ đông lớn nhất nắm 51% vốn của doanh nghiệp VinFast. Sau phiên giao dịch hôm 15 tháng 8, công ty xe điện VinFast có quy mô vốn hóa hơn 85 tỷ đô la Mỹ. Vốn hóa thị trường Market Capitalization là giá trị của tổng số cổ phiếu của một công ty đang lưu hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vốn hóa cao hay thấp còn phụ thuộc vào lượng cổ phiếu đang lưu hành và thị giá của nó. Khi giá cổ phiếu tăng lên thì vốn hóa thị trường sẽ tăng theo và ngược lại. Chỉ tiêu vốn hóa được dùng để đánh giá mức độ quan tâm, kỳ vọng của thị trường đối với một doanh nghiệp. Bản tin tổng hợp trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.